Xin chào và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Audio <laughs> Tiếp tục thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái sản phẩm nữa đến từ thương hiệu Luckman Đúng không ạ? Đây là một chiếc âm ly tích hợp với cái model là Luckman L505UX cao nhá. Và trên cái đầu 505UX này thì chúng ta sẽ có hai cái phiên bản đúng không ạ? một là cái phiên bản màu trắng, một phiên bản màu silver đấy đúng không ạ? Hai là cái phiên bản màu gold đúng không ạ? Thì với cái màu trắng và cái màu gold này thì nó có khác nhau về cái gì hay không đúng không ạ? Khác nhau về cái cấu trúc ở bên trong gì không thì hoàn toàn là không đúng không ạ? Thì nó vẫn sử dụng cái cái điều khiển âm lượng là Lequa đây đúng không ạ? Và cái mạch phản hồi ODNF phiên bản 2.3 này vẫn là cái cái biến thế nguồn vẫn là sử dụng cái loại 540 volt này đúng không ạ? Vẫn là các cái tụ lọc điện nói chung là giống y xì như nhau, không khác nhau một chút gì cả, chỉ khác nhau một chút về phần là À, mặt phía trước này thôi. Đúng không ạ? Mặt phía trước thì trên cái phiên bản màu silver đấy thì sẽ họ sẽ sơn màu trắng đúng không ạ? Và cái trên cái phiên bản màu gold này đúng không ạ? Thì sẽ là cái phiên bản mặt phay nhôm này và tiếp đó thì sẽ được hãng sơn phủ a đúng không ạ? Sơn phủ lốt thì à, nó khá là tốn kém đúng không ạ? Khá là tốn kém và à, đòi hỏi cái, cái kỹ thuật cũng phải cao đúng không ạ? Thì mới sơn phủ được. Hiện tại thì Việt Nam thì vẫn chưa chưa sơn phủ lốt được đúng không ạ? và à, với cái mức giá khi mà xuất xưởng ấy, thì cái phiên bản màu gold này cũng đắt hơn là so với lại cái phiên bản màu trắng đúng không ạ đấy thì à, chúng ta vẫn sẽ thấy là à, khác nhau một chút nữa về cái hai cái cái đồng hồ VU đây đúng không ạ trên cái phiên bản màu silver đấy thì sẽ là cái phiên bản màu à, màu xanh đúng không ạ và cái trên cái phiên bản màu gold này đúng không ạ thì sẽ là hai cái đồng hồ VU màu vàng gold luôn đúng không ạ đấy thì à, mặt trước thì chúng ta cũng sẽ có vẫn là như vậy thôi, ngoại bên trái thì vẫn là volume này, bên phải là selector này, à, các cái à, chức năng như là ba lăng bát tép này, ngoại mà chọn kênh này, rec out này, à, trên các cái dòng à, âm ly tích hợp của men hầu như các nhá thì à, đều hỗ trợ cho chúng ta là à, chơi địa than với cả em MM và MC luôn, vì vậy mà sẽ tiết kiệm được khá là nhiều và trên các cái À, trên cái điều khiển cái remote ấy thì à, sẽ có một vài các cái, cái chế độ chơi nữa như là monitor lau lướt này, lifestyle này đúng không ạ. Đấy, để chúng ta căn chỉnh sao cho nó phù hợp với lại cái tai nghe của mình đúng không ạ. Và à, cái giá đúng không ạ? Chúng ta quan tâm nhiều về đến giá thành thì à, trên cái phiên bản màu gold thì sẽ đắt hơn là cái phiên bản màu silver từ từ 3 triệu đúng không ạ, hơn 3 triệu đúng không ạ? Thì à, nó dao động từ 53 cho đến 55 triệu đúng không ạ? và à, tại sao thì cái phiên bản màu gold lại đắt hơn cái phiên bản màu silver đúng không ạ? Thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách thực sự là khách quan đi đúng không ạ? Thì với cái phiên bản màu silver nó mang cái hình thức là hiện đại đúng không ạ? Thì à, cũng khá là là kén chọn về cái không gian để chúng ta kê kích này đúng không ạ? Chúng ta chỉ kê kích ở trong không gian màu hiện đại thì nó sẽ hợp hơn và trên cái màu gold này chúng ta kê kích đến mọi không gian đều được à, từ cổ điển tân cổ điển này vân vân đúng không ạ? Kê kích được hết và à, các bác cũng sẽ thấy là trên cái dòng xe run roi đúng không ạ chỉ có thêm mỗi một cái dòng kẻ màu vàng lên đây thôi đúng không ạ à, dọc theo cái thân xe thôi mà cái xe đấy được tranh à, giá lên họ định giá lên tranh nhau đến đến thậm chí là lên đến vài tỷ cơ đúng không ạ mặc dù là chúng ta cũng không thể so sánh một cách khập khiễng như thế được nhưng mà à, nói chung là trên cái đầu gôn này thì chỉ nó mang cái yếu tố về thẩm mỹ này à, về cái độ khó để chúng ta sơn phủ à lốt này đúng không ạ lại vân vân thì à, À, cái sản phẩm của ngày hôm nay thì chung, tất nhiên là chúng ta sẽ không phải bỏ ra 53 triệu không phải 55 triệu mà cũng không phải là 50 triệu tại vì là nó có một chút chút cái điểm trừ thì à, cái điểm trừ đây sau đây em sẽ chỉ luôn để cho các bác cùng à, cùng biết được luôn các nhá đây ạ à, à, trên cái cạnh trên này thì nó có hơi bị cấn một chút xíu ở đây nói chung là nhỏ lắm các à, đặt máy quay rất là gần rồi đúng không ạ? và trên cái nút selector này thì cũng có cái chấm ở đây đúng không ạ? đấy nhỏ nhỏ xíu thôi không ảnh hưởng gì và nó có ảnh hưởng gì nhiều về chất âm không thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng về gì về chất âm đúng không ạ và có ảnh hưởng gì về vấn đề thẩm mỹ không thì cũng dường như là không bị ảnh hưởng gì về cái vấn đề thẩm mỹ tại vì là em đang đặt máy quay ở rất là gần rồi chúng ta chỉ cần tiến ra thêm một mét hoặc là mét rưỡi thôi thì cũng không thể nhìn thấy được rồi đúng không ạ đấy và hiện tại thì đối với các bác chọn vợ đấy ngoạn thì các cô vợ thì cũng chân tay rồi thì mũi đốt đầy ra rồi thì là à, hiện tại thì các chị em cũng xăm môi xăm mắt rồi thì là hoa hòe hoa sói xăm kín cả người đúng không ạ vẫn hoa văn chán như vậy mà chúng ta cũng vẫn thấy đẹp cơ mà đúng không ạ vì vậy mà hai cái chấm nhỏ này thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì coi nhá đấy thì sau đây thì em sẽ tắt máy đi để quay qua về hình thức để giới thiệu với các bác về cả phía trước phía sau luôn coi nhá đấy ok Nhìn chung thì đây là một cái sản phẩm về hàng thì còn cực kỳ là đẹp các bạn. Đấy các bác phía sau thì cũng sẽ có là các cái cầu loa dạng tiêu chuẩn của LACMAN này đúng không ạ? Chúng ta vừa có thể là cắm bắp chuối này, à, đuôi chuột rồi thì là à, càng cua vào phía sau đây được các bác nhá. Máy được sản xuất tại Made in Japan luôn. Đúng không ạ? Và cái các cái đầu rắc phía sau này thì các bác sẽ thấy là gần như là chưa có hiện có hiện tượng bị cắm rút đúng không ạ? À, rất là vàng đúng không ạ? Đấy, họ phủ nó nói chung là họ làm rất là cẩn thận, đúng không ạ? Tại sao thì những cái dòng máy đắt tiền này thì các bác cũng sẽ thấy là để rất là lâu nhưng mà nó gần như là cực kỳ là ít bị oxy hóa, đúng không ạ? <laughs> Tại vì là họ sơn phủ rất là cẩn thận, rất là kỹ, họ làm làm cẩn thận hơn là các cái dòng dòng dòng, dòng phổ thông rất là nhiều. <laughs> thì mặt trước của chúng ta thì sẽ là một cái màu vàng gold, đúng không ạ? À, các cái nhìn chung thì các cái độ hoàn thiện thì cực kỳ là xịn đúng không ạ các bác cũng sẽ có là uh, các cái nút này đúng không ạ được uh, tiện vắt xoáy kim cương này nhìn rất là đẹp rồi đúng không ạ tiếp đó thì họ sẽ tiện thêm nữa này đúng không ạ đây ạ các bác sẽ nhìn thấy là cả cái viên này đều được mạ hết rất là đẹp <laughs> đây là cái logo của lắc men nhé đấy và các cái phụ kiện đi kèm thì chúng ta cũng sẽ có là một cái khiển zin một dây nguồn zin một quyển sách catalog, đúng không ạ đây là cái quyển sách copy thôi <laughs> đây là trên trên mặt lưng đấy ạ đây thì cũng không phải là vết xước các bác nhá đấy thì chúng ta cũng sẽ nhìn sơ qua một chút là <laughs> em có nhìn sơ qua thì nó không có bị bụi nên là em không có tháo ốc ra để vệ sinh bên trong nữa đúng không ạ bên kia họ sử dụng rất là cẩn thận chúng ta cũng sẽ có một cái máy biến áp ở đây 540 trăm này các cái khay tản nhiệt bằng nhôm này được đặt từ riêng cho hai kênh luôn này à bốn cái tụ lọc lọc điện kia đúng không ạ? Đặt ở đây. Đấy. Nhìn chung thì đây là một cái con máy còn gần như là mới rồi đúng không ạ? Chỉ uh, hơi bị một chút điểm trời thôi thì uh, Trong cái thời điểm uh, này thì chúng ta phải bỏ ra mức giá là uh, ngày trước đây thì uh, nó dao động từ 53 cho đến 55 triệu thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ bỏ ra là 49 triệu rưỡi thôi là em lại tiếp tục sale thêm một triệu nữa để chúng ta cùng chơi cùng trải nghiệm về cái sản phẩm này, vì vậy mà nó chỉ còn có mức giá là 48 triệu 500 000 đúng không ạ? Đấy, một cái chiếc máy đẹp gần như là hoàn hảo rồi. Đấy, ok. Đấy. Và hiện tại thì uh, trên thị trường thì bác cũng sẽ thấy là tham gia các cái hội nhóm cũng như là các fanpage đấy <laughs> đúng không ạ? Uh, hiện tại thì uh, các cái đối tượng lừa đảo như thì nó đang hoành hoành rất là nhiều, năm chục cũng nửa chứ không, 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 không chỉ là vài chục triệu, vì vậy mà chúng ta uh, các cái khách hàng của thanh Audio đấy thì uh, mặc dù là à uh, chưa giao dịch với bên, bên thanh hào hoặc là đã giao dịch rồi thì cũng nên cẩn thận là à, chọn các cái shop uy tín để mua hàng đúng không ạ à, chọn bằng cách nào thì à, gần như là rất ít các cái shop mà 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 đầu tư thêm cả làm web nữa thế nên là à, chúng ta phải vào cái trang cá nhân này đúng không ạ à, chúng ta check các cái thông tin đúng không ạ check cái 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 cái, cái đồng chí đấy xem là à, đã hoạt động facebook lâu chưa này thường thường là chúng ta cũng chỉ tham gia các cái nhóm ở trên facebook thôi đúng không ạ đấy xem là họ họ sử dụng cái, cái 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 lịch lâu chưa này rồi thì là có uy tín hay không này đã bị bóc phốt lần nào hay chưa này đúng không ạ đấy thì chúng ta mua máy chúng ta bỏ tiền ra thì chúng ta cần phải phải biết được những cái thông tin đấy để tránh cái trường hợp bị lừa đảo nữa các nhá đấy hiện tại thì các bạn sẽ thấy là ngày nào thì cũng thấy bóc phốt nhau là chỉ có rẻ được thêm một vài triệu thôi mà người ta đã lừa được đến <laughs> thậm chí là có những người mất đến mấy chục triệu cơ đúng không ạ đấy rất đẹp ngoạn à, và nó lại chỉ có một cái mức giá là 48 triệu rưỡi mà thôi đấy các bạn quan tâm về sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua điện thoại cũng như là nhắn tin qua zalo qua fanpage em về trong phần mô tả các bác nhé và em cũng xin được à, dừng cái video này tại đây thôi à, cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video và xin à, chúc các bác nhà nhà vui vẻ